Ok, xin chào anh em, lại là em, Tám Thợ Khóa đây. Thì hôm nay Tám Thợ Khóa sẽ giới thiệu cho anh em một bộ khóa Smart Key 2 nút của 300i nhá. Ồ, SH nhập 300i. Đó, thì nó bao gồm 2 remote, giá cực là rẻ nhá anh em, giá cực là hấp dẫn luôn. Đó, khi cho anh em nào thích không ồn nào. Đó, thì nó có chức năng là tìm xe này. Đó, tìm xe ông bãi và on off thôi. Đó, tìm xe ông bãi thì nó chỉ nhẹ 4 xi nhan thôi nhá anh em. Đó, và nó không có kêu còi. Và on off thì anh em có thể tắt chìa hoặc bật chìa này sang màu đỏ này là tắt này. Đó, anh em dí vào núm khóa này không có tác dụng hết. Đó, rồi anh em muốn đi chìa nào bật chìa lên sang màu xanh. Đó, di chuyển lại gần, cái này nó tự nhận diện luôn nha anh em. Đó, dí vào núm một cái à, nó sáng xanh lên, vặn lên để máy đi bình thường. Đó, nó có nhận diện chủ xe này, chống vam này và tìm xe ông bãi, nhập mã ID khẩn cấp. Đó, nó chỉ kém cái bộ 3 nút là nó không có tính năng chống sắt nhé anh em. Đó, còn dây điện thì bên em lắp full dây rắc 100% hết. Đó, anh em mua về hoặc là lắp tại cửa hàng ấy thì là 100% là full dây rắc nhé anh em. Đây, thì dây rắc bên trái bên phải có hết nhá. Đó, cắm một phát ngay, không phải đầu nối bất cứ một sợi dây nào luôn nhá. Đây, còn đây là xi nhan này. Đó, xi nhan này anh em có rắc xi nhan đối đầu này. Đó, rắc cắm nha anh em. Rồi ok, thì em phải lắp cái áo vào sau em review tính năng của bộ 300i, SH300i này cho anh em xem nhá. Ok. Thì em vào lắp xong rồi nhá anh em. Thì em sẽ review qua tính năng hoạt động của bộ SH nhập 300i này cho anh em xem nhá. Đó, núm thì nó vẫn có đèn LED như bình thường. Đấy, như núm của SH Việt thôi, không khác gì hết. Đó, còn nó bao gồm 2 chìa này. Đó, mặt sau này sẽ không có gương nhá. Đây, đây còn anh em muốn tìm xe này. Đó, nó là sáng ổ khóa đây và nó nhảy 4 xi nhan nhé. Đây này. Đó, và on off thôi. Đó, rồi ok, bộ này rất là siêu tiết kiệm cho anh em luôn. Mà anh em lại có 2 chìa sử dụng luôn. Nó phù hợp cho anh em nào mà ít không thích ồn ào nhé. Đó, nó sẽ không có còi và không có chống rắt, chỉ tìm xe và on off thôi nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì có thể qua trực tiếp 196 Nguyễn Lân, Thanh Xuân, Hà Nội hoặc là số điện thoại 0912 826 444. Ok.